cho anh chị và các bạn là cách để mình tự nạp mật máy in tại nhà để mà tiết kiệm chi phí như là thời gian đi lại để tìm cái cửa hàng. Và mình cụ thể ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tự nạp mật cho máy in Canon 29. Đây, hộp mật cho máy in Canon 29 đi các mọi người. Thì nếu mà các bạn có ý định mà tự nạp mật máy in tại nhà thì mình có thể tự trang bị cho mình một cái bộ dụng cụ đồ nghề để mà tự thay mật máy in tại nhà. Thì trước tiên là mình cần chắc chắn là phải có là một cái tu viết rồi các bạn. Cái tu viết, đây tu viết 3K khá phổ biến cho mọi người thường hay mở các cái linh kiện đó. Thì mình sắm cho mình một cái tu viết như thế này. Ok. Rồi thứ hai là mình có thể sắm thêm một cái kìm bấm nhỏ. Kìm bấm nhỏ để mình gỡ mấy cái chốt của trong hộp mực đó các bạn. Kế tiếp là mình có thể sắm cái bộ vít nhỏ dẹp để mình nại mấy cái chốt trong hộp mực đó các bạn. Đây. Và dĩ nhiên là mực thì mình không thể thiếu được mực in. Đây, mực in dùng cho máy Canon 29. Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn tự nạp mực cho máy in Canon 29 tại nhà. Đây, hộp mực dùng cho máy in Canon 29. Và đây là cái phiểu, cái phiểu để mình chiếu mực và hộp mực. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nạp mực máy in nha các bạn. Đầu tiên là các bạn để ý là mình có hai con ốc ở vị trí này, hai con ốc. Là mình sẽ tiến hành tháo hai con ốc này ra. Tháo hai con ốc này ra nha các bạn. Mình sẽ tháo cái nắp này ra. Rồi, riêng hộp mực máy in Canon 29 này thì nó sẽ có hai cái chốt. Chốt này và cái chốt ở góc này. Thì các bạn sẽ dùng cái kìm bấm nhỏ hồi nãy á. Mình sẽ tiến hành kéo cái chốt này ra. Sau khi mà đã tháo được hai cái chốt này ra thì mình sẽ tiến hành tách hộp mực thành hai cụm. Và đây chúng ta sẽ thấy được có hai cụm, một là cụm để chứa mực. Cụm này là để chứa mực nè. Còn cụm này là cụm rum. Thì bước đầu tiên là mình sẽ xử lý lên cụm rum trước. Mình sẽ tiến hành tách từng linh kiện bên trong ra. Đây cái rum của các bạn. Mình sẽ đặt đây. Cái rum này là nó có chức năng như một cái máy chụp hình á. Chụp hình lại văn bản. Dưới cái rum này là nó có một cái trục. Đây là gọi là trục câu áp này, hay còn gọi là trục sạc á. Nó giống như là nó cung cấp cái điện tích cho cái rum này nó hoạt động á.
Rồi dưới cùng đây là mình sẽ thấy cây gạt, gạt mực trên cây rum. Chức năng của nó là gạt mực trên cây rum đó các bạn. Mình cũng tiến hành tháo gạt mực này ra luôn. Rồi để tháo được cầm mực cái gạt này ra thì các bạn sẽ tiến hành tháo cái lò xo này, mình lấy cái nắp này ra. Rồi mình tháo hai con ốc này ra để lấy cái gạt ra. Rồi mình tháo đỡ gạt lại xuống dưới này. Mục đích mình xử lý cái cụm, mình tháo linh kiện và mình xử lý cái cụm cụm này để làm gì? Thứ nhất là mình mở ra mình coi thì có cái bộ phận linh kiện nào nó có bị hỏng hay không, kiểm tra thử cái tình trạng của nó là còn xài được hay không, tốt hay không để mình xử lý. Nếu mà nó bị hỏng nặng quá thì mình phải thay cái linh kiện đó. Ngoài ra là mình xử lý, mình đủ cái lượng mực mực thải mực thừa đó để mình làm sạch cái cụm mực, để mà tránh khi mà nạp mực xong rồi bỏ vào máy thì mực nên mực thừa mực thải nó sẽ rớt vào máy, nó rất là dơ và nó nhanh hư máy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đổ mực thải này ra. Rồi ok, mình sẽ vệ sinh sơ bên cái cụm cụm rum này. Vệ sinh gạt. Thì mình sẽ thực hiện lắp lại thôi. Lắp lại. Thao tác lắp lại. Cái gạt này thì mình nhận thấy là nó cũng còn ok đó các bạn, độ đàn hồi còn tốt nên mình chưa cần phải thay, nên mình gắn lại thôi. Rồi mình sẽ vệ sinh cái trục sạc này. Trục sạc này trông có vẻ cũng hơi cũ và bị sập rồi các bạn. Trước tiên bây giờ mình cứ nạp vô thử xem sao, nếu mà bản in nó bị xấu, bị sập đăng thì mình phải tiến hành thay trục sạc này thôi. Bây giờ cái rum này thì nhìn cũng cần tạm tạm cũng tạm được, mình cứ gắn vào. Nó có lem gì hay là chấm gì đó thì mình muốn đẹp hay như thế nào thì mình xử lý tiếp.
Ok, mình gắn vào. Rồi như vậy là mình đã xử lý xong bên phần cụm rung rồi các bạn. Giờ kế tiếp là mình sẽ xử lý bên phần cụm mực. Thì cụm mực này thì bây giờ mình cũng tiến hành mình tháo ra. Đây là bên phần cụm mực thì mình cũng thấy là ngay chỗ cái nắp này nó sẽ có con ốc. Ốc ngay chỗ này thì mình sẽ tiến hành tháo con ốc này ra. Bạn chú ý là ở đây là nó sẽ có hai bên. Một bên là nhông và một bên là ron. Mình lưu ý là mình không không nên, nếu mà bạn không không rành thì không nên tháo cái phần nhông này ra. Vì khi tháo ra lỡ mà nó sẽ rơ văng thì các bạn sẽ khó lắp lại. Nên mình chỉ quan tâm là mình tháo bên cái phần cái nắp, không phải bên nông nhông nắp phía này. Rồi, ok. Thì đây chúng ta sẽ có hai cách. Đây là hai cách để mà đổ mực vào á. Cách thứ nhất. Chỗ đây nó có cái nắp này. Đây có cái nắp này. Này các bạn có thể là tháo cái nắp này ra. Đổ mực in vào. Hoặc là dở cái trục từ này lên các bạn. Trục từ này thì nó chức năng của nó là để hút mực lên á, hút mực từ cái cụm mực này này hút lên để mà nó in ra ngoài giấy á. Đây đây mình sẽ tháo cái trục từ ra mà tiến hành đổ đổ mực lên cái đường này các bạn. Trước tiên mình cũng vệ sinh sạch sẽ cái trục từ này trước. Và các bạn để ý là trên cái trục từ này nó có một cái lò xo tiếp mát mực bên vớ bên trong máy in á. Thì các bạn chú ý là đừng có làm gãy cái lò xo này nha. Khi mà các bạn làm gãy cái lò xo này là đồng nghĩa việc là in ra là nó không sẽ không có chữ, để mất từ á, mất từ không có chữ á. Đây cái lò xo này. Bạn chú ý đừng làm gãy cái lò xo này.
Rồi mình đã vệ sinh xong cái trục từ này rồi. Tiếp theo là mình cũng vệ sinh cùng mực này luôn. Đổ hết cái mực bên trong ra các bạn. Đây là mình hướng dẫn cho mọi người mà mới bắt đầu á, tự thay mực á, thì để cho chắc ăn á, thì mình nên đổ hết cái mực cũ ra để nạp vào thì bản in nó hạn chế bị lỗi. Còn cái trường hợp mà các bạn đã thay rồi và đã đổ trước đó đã đổ cùng một loại mực rồi thì mình cứ thế nạp vô, không cần phải đổ cái mực cũ từ cái này ra các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành lắp lại mấy cái ron này, cái ron trên trục từ mình sẽ lắp lại. Chứ nếu mình không lắp lại cái ron là nó mục đích là nó căng lìa, nó không cho mực từ trục từ nó tràn qua cái lìa. Nếu mà tràn qua cái lìa là nó sẽ bị lem, in ra nó sẽ lem lem cái góc lìa của cái tờ giấy. Thì mình sẽ bỏ lại cái ron này vô. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đổ mực vào. Trước khi đổ mực là mình sẽ lắc đều cái chai mực này nè. Lắc đều để cho mực nó tơ ra, nó mịn ra là để mình dễ dàng đổ vô trong cái hộp. Rồi giờ mình sẽ tiến hành đổ mực vào. Đậy nắp lại. Rồi mình sẽ tiến hành đậy lại cái nắp
trên cùng cùng mực này. Thì mình lưu ý ngay chỗ có trục để mà đại được cái nắp này vô á, thì mình chú ý là trên cái trục từ này nó có một cái lỗi này, cái đầu lỗi này nó có hình vầng trăng khuyết này, mình chú ý là mình xoay nó sẽ ở hình dạng này này. Bạn chú ý cái vị trí của cái lỗi trong trục từ này. Chúng ta phải xoay thôi đúng cái vị trí này thì chúng ta bỏ gắn cái nắp này vô nó không bị cắn. Rồi ok, bây giờ mình xoay lên, xoay mực nó lên đều các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành vặn ốc. Theo nãy mình tháo ra, mình tách rời hai cái cụm này ra. Bây giờ sau khi mà đã nạp mực xong rồi, mình tiến hành ráp hai cái cụm này lại. Và ráp như thế nào thì mình chú ý là vị trí tiếp xúc, nhông thì sẽ đi với nhông, nhông trên cụm mực này các bạn, nó sẽ đi tiếp xúc với vị trí răng cưa trên cái cụm rum này. Để cho các bạn dễ nhớ thì bánh răng là đi với bánh răng, ráp vào. Rồi mình sẽ gắn chốt vào hai cái chốt hai bên. Chặn nắp lại.
Rồi mình sẽ tiến hành xoay cho mực nó đều các bạn. Thì mình chú ý hai cái lò xo này. Hai cái lò xo hai bên hộp mực này là hai cái lò xo tiếp xúc với trong máy á. Chú ý là mình phải lắp cho nó ngay. Cái bên đầu mà bên đầu rum á, bên đầu mà nó có cái chốt này các bạn. Thì mình lưu ý là một số hộp mực á thì nó sẽ có thêm cái lò xo tiếp mát này nữa. Lò xo tiếp mát này nè. Là đĩa tiếp mát với rum á, hộp mực tiếp mát với rum trong máy. Lưu ý nếu mà hộp mực của mình á, mà nó đủ hai cái lò xo, đủ hai cái lò xo ở phía dưới này rồi á thì mình không cần phải gắn cái lò xo tiếp mát ở trên này nữa. Còn nếu mà hộp mực á, hộp mực theo máy của hãng á thì thông thường nó sẽ không có cái lò xo phía này. Thì các bạn cần phải gắn cái này vô. Nếu mà bạn mà quên gắn cái này, cái lò xo, quên gắn cái lò xo này vô thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là in nó sẽ bị mờ một bên, không thấy chữ. Các bạn lưu ý nha. Ok, trong trường hợp này là nó đủ hai cái lò xo rồi. Nên mình có thể không gắn cái lò xo phía trên này cũng được. Ok. Ok, đây là mực thứ hai thì cũng làm tương tự, mình sẽ làm nhanh nha các bạn. Mực này thì nó không có cái nắp, mực này là mực tương thích thôi. Tương thích của hàng tương thích linh kiện á. Thì mình chú ý nó không có cái nắp này thì mình cứ tháo hai cái chốt hai bên. Hai chốt hai bên này. Tháo hai cái chốt ra. Rồi mình cũng tiến hành tách hộp mực ra. Cũng làm tương tự các bạn. Oh.
mình cũng lưu ý cái lúc mà mình gắn cái nắp này vô cái trục từ nè, thì các bạn lưu ý là cái vị trí á, các bạn phải xoay như thế nào mà cái trục từ á, các bạn bằng trăng khuyết này đúng cái vị trí như thế này. Thì các bạn mới gắn vô mới vừa được, chứ không thôi nó sẽ cắn, gắn cái nắp nó cắn các bạn khó, rất là khó gắn vào. Các bạn để ý kỹ nha. Mình tiến hành ráp hai cái cụm này lại với nhau. Như nãy mình nói là nhông bánh răng thì sẽ tiếp xúc với bánh răng. Ok, đây rum nè các bạn, bánh răng của rum đây, đây bánh răng của phần bên trục trục từ đây, mình sẽ gắn vào. Ok, vậy là mình đã thực hiện việc nạp mực cho máy in Canon 2009. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test thử nó bản in nó có ok không nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cái hộp mực sau khi mình đã thay mực xong các bạn. Xem thử nó có đẹp, nó có ok không, hay là nó bị lem, bị sọc gì không các bạn. Ok, hộp mực đây còn dùng rất tốt các bạn, bản in đậm đẹp, trắng tinh, không bị lem bị sập gì cả. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách tự nạp mực máy in, và cụ thể đây là máy in Canon 2009 cho các bạn mà mới bắt đầu tự nạp mực máy in. Và mình sẽ kết thúc video tại đây, chúc mọi người làm theo hướng dẫn và sẽ được là một thành công.